tư quân tịch đại tá Phùng Anh Lê và ba cán bộ công an khác. Thông đồng với sếp ăn cắp gần 160 con lợn. Vụ đánh cắp thông tin nhạy cảm của khách hàng, FPT Shop cam kết mời công an vào cuộc. Mất 1,2 tỷ đồng vì sập bẫy của bạn trai ngoại quốc trên mạng. Đưa hai người nhập cảnh trái phép, lấy 1 triệu đồng, người đàn ông lĩnh án. Sau một tháng ồn ào từ thiện, thủy tiên trở thành ca sĩ có lượng anti fan đông nhất showbiz. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay của bản tin an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Công an đã ra quyết định tức quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê, sinh năm 1967, nguyên trưởng phòng cảnh sát kinh tế và ba cán bộ công an khác sau khi những người này bị cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt tạm giam. Trả lời báo chí, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định tước quân tịch Đại tá Phùng Anh Lê, cựu trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội, nguyên trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ. Việc tước quân tịch được thực hiện sau khi Đại tá Lê và Trung tá Châu bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù. Các sai phạm của đại tá Phùng Anh Lê xảy ra khi ông này còn công tác tại công an quận Tây Hồ. Trong cùng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trung tá Vũ Công Ngọc, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và trung tá Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận Tây Hồ. Thời điểm bị khởi tố, ông Lê Đình Trung đang giữ chức phó trưởng công an xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Ông Lê và một số cán bộ công an quận Tây Hồ bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021. Từ kết quả xác minh ban đầu về sai phạm của những người này, ngày 8 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội quy định tại điều 369 Bộ luật hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định ông Lê và một phó trưởng công an quận Tây Hồ có dấu hiệu phạm tội, không khởi tố người có tội. Tuy nhiên, tội danh điều tra với ông Lê thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Động cơ mục đích thế nào thì phụ thuộc vào kết luận điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đối tượng Cao Ngọc Nam bị phó giám đốc phát hiện vụ trộm lợn trong công ty, liền lập tức rủ ông này cùng tham gia. Cụ thể theo bản án được tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên ngày 23 tháng 9 vào cuối tháng 3 năm 2019, Nam được công ty cổ phần khai thác khoáng sản Thiên Thuật Tường Quảng Ninh phân công quản lý tổng đàn lợn tại trại giống hạt nhân. Cuối tháng 5 năm 2020, Nam bàn kế hoạch ăn trộm lợn với hai công nhân dọn vệ sinh là Đặng Văn Vững, 27 tuổi, và Lường Văn Vượng, 25 tuổi. Hai người này có nhiệm vụ trực tiếp bắt lợn, Nam đứng ngoài cảnh giới. Để hợp thức hóa, Nam báo cáo khống số lượng lợn bị loại và chết gửi về công ty với mục đích bù vào số bắt trộm lợn được bán cho Đỗ Xuân Kỳ tại lạch nước phía sau của trại giống. Kỳ cùng với Hoàng Duy Quang, 26 tuổi, Trương Văn Dũng, 26 tuổi, Phạm Hữu Dương, 36 tuổi, vận chuyển về nhà Kỳ để nuôi nhốt và bán nguyên con hoặc giết mổ bán lẻ. Số lợn giống Kỳ bán cho anh Trịnh Văn Phúc quê ở Hà Nội. Đến cuối tháng 6 năm 2020, sự việc bị ông Đinh Văn Ảnh, 61 tuổi, phó giám đốc phụ trách trại lợn giống phát hiện. Sau khi Nam đề nghị cùng ăn chia tiền bán lợn, ông Ảnh đã đồng ý và tạo điều kiện cho Nam tiếp tục bắt lợn. Từ ngày 30 tháng 5 năm 2020 đến ngày 15 tháng 8 năm 2020, theo cáo buộc, Nam cùng các đồng phạm đã thực hiện 31 lần chiếm đoạt 158 con lợn, 45 con giống thương phẩm và 113 con thịt thương phẩm, tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Tổng số tiền thu bán lợn thu 685 triệu đồng, Nam được hưởng 280 triệu đồng, kỳ 200 triệu đồng, Dũng 35 triệu đồng, ông ảnh hưởng 70 triệu đồng. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã phạt 8 bị cáo về tội tham ô tài sản, mức án từ 3 đến 15 năm tù, trong đó nam bị án cao nhất, ông ảnh thấp nhất. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Trong buổi làm việc với khách hàng, FPT Shop đã đồng ý cam kết bằng văn bản sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và mời cơ quan chức năng vào cuộc khi các dữ liệu trong vụ việc này bị lò ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Liên quan đến vụ việc nam nhân viên FPT Shop bị tố ăn cắp thông tin nhạy cảm của khách hàng, trao đổi với phóng viên, đại diện truyền thông của FPT Shop cho biết hiện vụ việc đã được giải quyết ổn thỏa giữa công ty và khách hàng. Tối qua, anh VP, người trực tiếp, đăng bài viết tố cáo vụ việc. Bạn của nữ khách hàng bị đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, đã gửi lời cảm ơn cộng đồng mạng, các hội nhóm, bạn bè và những người đã ủng hộ trong hai ngày vừa qua. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bọn mình đã được mời lên làm việc với giám đốc vùng tại Hà Nội và đại diện ba lãnh đạo của FPT Shop. Anh VP nói và cho biết trong buổi làm việc, lãnh đạo FPT Shop đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến anh và bạn nữ. Công ty này cũng thông báo đã sa thải 3 nhân viên trực tiếp liên quan, gồm nam nhân viên vi phạm, quản lý cửa hàng và nhân viên tổng đài. FPT Shop đã cùng team kỹ thuật kiểm tra xử lý triệt để đối với các dữ liệu liên quan đến khách hàng trong máy của nam nhân viên vi phạm, báo lên Apple để kiểm tra lại dữ liệu đảm bảo 100% đã xóa hoàn toàn. Công ty cũng đồng ý cam kết bằng văn bản sẽ chịu trách nhiệm pháp lý và mời các cơ quan chức năng vào cuộc khi các dữ liệu trong vụ việc này bị lọt ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào. Dù FPT Shop đã đề nghị bồi thường thiệt hại nhưng phía Anh VP đã từ chối, đưa ra một con số cho những việc mà bọn mình phải trải qua thì thực sự là mình cũng chưa nghĩ đến, anh cho biết. FPT Shop cũng chủ động đề nghị Anh VP và người bạn vào danh sách ưu tiên được mua iPhone 13 sớm nhất của hệ thống. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin mới nhất chúng tôi mới nhận được từ công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, đơn vị này đang phối hợp xác minh điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 14 tháng 9, công an phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin trình báo của chị L, sinh năm 1992 ở huyện Kim Sơn Ninh Bình về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,2 tỷ đồng. Theo đơn trình báo, vào khoảng tháng 8 năm 2021, chị L có quen với một người đàn ông tự xưng là người Trung Quốc qua mạng xã hội. Người này dù đầu tư mua vàng ảo, chị L đã nạp hơn 1,2 tỷ đồng, nhưng khi rút tiền ra thì không được. Chị L tìm cách liên lạc với bạn trai để hỗ trợ thì người này đã chặn liên lạc nên đến cơ quan công an để trình báo. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đây là thủ đoạn lừa đảo không mới, cần cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè với người lạ trên mạng, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để tránh mắc bẫy. Nếu các đối tượng gửi đường link lạ và dụ dỗ đăng nhập vào những tài khoản liên quan đến ngân hàng hay mạng xã hội thì phải hết sức lưu ý vì đó có thể là những website lừa đảo. Trên đường đưa hai người phụ nữ từ Campuchia nhập cảnh trái phép trở về Việt Nam, một người đàn ông đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Cụ thể vào chiều ngày hôm qua, tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Văn Dưỡng, sinh năm 1984, trú tại Khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12 năm 2020, Dưỡng được Hên, không rõ địa chỉ, không rõ họ tên ở Campuchia, rủ tham gia đưa người xuất nhập cảnh trái phép để thu lợi và được Dưỡng đồng ý. Ngày 18 tháng 1, Hên điện thoại nói dưỡng qua Campuchia đón hai người phụ nữ đưa về Việt Nam. Hên hứa trả công 500.000 đồng một người, thì dưỡng đồng ý. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, dưỡng xuất cảnh trái phép sang Campuchia, đến điểm hẹn để đón hai người phụ nữ kia về Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 9 tháng 1, Dưỡng đưa hai người phụ nữ trên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến khu vực ấp Phú Nhất, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang, thì bị lực lượng công an phối hợp với biên phòng bắt giữ. Ngày 21 tháng 6, Dưỡng bị khởi tố, tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, Dưỡng còn thừa nhận trước đó đã đưa một người xuất cảnh sang Campuchia được hên trả công 500.000 đồng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Dưỡng 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Sau khi được mệnh danh là Cô Tiên với hành động xông pha vào vùng lũ, thì chỉ một thời gian ngắn sau đó, Thủy Tiên đã bị quay xe, trở thành nữ ca sĩ có đông anti -fan nhất vì biết. Khó ai có thể quên được vào thời điểm lũ lụt năm ngoái hoành hành tại miền Trung, Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ đi đầu trong phong trào thiện nguyện. Chỉ trong một thời gian ngắn, nữ ca sĩ đã huy động được gần 178 tỷ đồng, một con số kỷ lục chưa có nghệ sĩ nào đạt được, kể cả cho đến hiện tại. Thậm chí, giọng ca giấc mơ tuyết trắng không quản ngại nguy hiểm đến tận nơi để trao quà cho bà con, cho các gia đình khó khăn trong vùng lũ. Hành động của cô được cảm phục. Tuy nhiên, trong quá trình làm từ thiện, Thủy Tiên cũng vướng phải những lùm xùm khiến cô bị chỉ trích thậm chí có nhiều ý kiến còn đặt ra nghi vấn về tính minh bạch của nữ ca sĩ trong việc làm từ thiện. Đặc biệt, khi group Antifan có tên Lũ Hậu được lập ra với mục đích tạo sức ép để nữ ca sĩ minh bạch sao kê từ thiện, sau gần một năm lập nên, đến đầu tháng 8 năm 2021, group này đã có khoảng 100.000 người tham gia. Từ trong một tháng trở lại đây, lượng thành viên trong group này bỗng tăng chóng mặt. Theo đó, sau khi bị một nữ đại gia tố cáo ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên đã livestream công bố sao kê để chứng minh sự trong sạch. Song livestream này cũng không giúp nữ ca sĩ xoa dịu dư luận mà còn thu hút thêm nhiều sự chú ý. Từ đó đến nay, lượng thành viên tham gia group đã tăng thêm 100.000 người. Hiện group đã có hơn 208.000 thành viên tham gia, khiến Thủy Tiên trở thành nghệ sĩ có lượng anti-fan lớn nhất trong làng giải trí Việt. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì quý anh sẽ quay trở lại ngay.